Nhà vườn Mạnh Yến xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay nhà vườn Mạnh Yến review cái lô hồng xiêm giống cao 1m đến 1m2 nhé các bác nhé. Đây là giống hồng xiêm xoài các bác nhé. Quả to tròn bầu nhé. Quả nhỏ nhất là nửa cân nhé, quả to nhất là 1 cân ạ. Giống này trồng sau 5 tháng là đã có cho thu hoạch trái nhé các bác nhé. Bác nhá, còn xin ghép là phải có mắt ghép đấy, quay vào mắt ghép cho các bác xem nhé. Ngoài giống hồng xiêm xoài thì em có rất nhiều các giống cây ăn quả khác nhé các bác nhé. Ở ngoài Bắc gọi là hồng xiêm, còn ở trong Nam gọi là sao bô chê nhé. Các bác mua thì liên hệ với em số trên màn hình nhé. Em ngoài hồng xiêm thì hồng xiêm xoài thì em có rất nhiều các loại hồng xiêm khác nhé, loại nào em có nhé. Đã gọi là hồng xiêm ghép thì phải có mắt ghép nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu điện theo trên số màn hình của em nhé. Em tên là Mạnh ạ. Em nói không với hàng không chất lượng nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu điện đen số trên màn hình nhé. Bên em chuyên bán sỉ nhé. Hồng xiêm xoài là một giống hồng xiêm cho năng suất rất cao luôn nhé. Quả nó to và ngọt nhé, không cát nhé. Đây là ruột hồng nhá. Đây là giống hồng xiêm vua của loại hồng xiêm ạ. Cho năng suất kinh tế rất cao, phù hợp với các miền đất nhé. Đất càng cằn cỗi thì hồng xiêm càng sai nhé. Các bác yên tâm trồng, chủ yếu là không để ngập nước ạ. Ngoài cây giống em có cây to nhé, có cả cây có quả luôn nhé.